Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện cầm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 206: Sắc thương 3. Mà Trương trưởng quỹ nghe vậy, ý thức được đề tài của mình vừa rồi đã đi quá xa, lại khôi phục dáng vẻ nổi giận đùng đùng, quát: "Ta và thẩm gia các ngươi buôn bán cũng không phải một năm hai năm, làm ăn lâu như vậy?" vẫn luôn tin tưởng các người, 9 ngày trước, ta từ thẩm ra các ngươi nhận 700 cuộn liễu lăng, cũng không kiểm tra liền kéo trở về, nhưng hôm qua có khách đến, nói là muốn lấy liễu lăng, ta đến trong kho hàng vừa nhìn, thẩm ra các ngươi thật giỏi a à. Các ngươi dám nói là liễu lăng, ở trong liễu lăng thế nhưng trộn lẫn nico cô miên lăng giao cho ta. Lăng là một loại vải dệt bóng loáng mềm mại, tính chất mỏng nhẹ, thường dùng để làm váy cùng xiêm y mà liễu lăng là loại lăng tốt nhất, thuộc loại tố lăng, chỉ thuần một màu trắng, toàn bộ chỉ dùng tơ tinh khiết của con tằm làm nguyên liệu, mà ni cô miên lăng thì khác, nó tuy cũng là lăng, nhưng là trong đó trộn bông cùng những thứ khác, tuy rằng thoạt nhìn cũng như liễu lăng, nhưng khi sở lên, cảm giác thô hơn rất nhiều, màu sắc không đủ xinh đẹp, xúc cảm cũng không đủ mềm mại, giá đương nhiên cũng rẻ hơn phân nửa. Là loại hàng dệt kém nhất, hai loại kém nhau xa trương trưởng quỹ sau khi nói xong cố ý sai người bê một cuộn vải tiến vào ở trước mặt vân khanh mở hàng sau đó đưa ra trước mặt mọi người phẫn nộ nói ngươi xem liễu lăng thực sự để xuống mềm mại như nước ngươi lại nhìn này phía dưới cuộn sóng to như vậy rõ ràng không phải dệt từ tơ tằm lại nhìn xem màu sắc soi dưới đèn thì ánh sáng màu tán loạn mà nhợt nhạt trương trưởng quỹ càng nói càng tức cầm lấy cuộn vải ấy ném lên bàn chỉ vào mắng, người nhìn cho kỹ, đây rốt cuộc là cái gì? Vân Khanh khẽ cau mày, nàng không cần đi nhìn kỹ, liễu lăng cùng ni cô miên lăng khác nhau quá lớn, nàng liếc mắt một cái có thể phân rõ, nàng quay đầu đối với Lý Tư nói, cho trưởng quầy cha sổ sách, giao dịch này có phải là bán ra vào 9 ngày trước hay không? Lý Tư được lệnh, đi tra sổ sách, mà Vân Khanh đối với người làm phân phó. Còn không mau đi rót chén trà ngon tới cho trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ, mời ngồi, nếu ni cô miên lăng này thật sự là thầm gia làm sai, ta hôm nay tất nhiên sẽ cho ngài một câu trả lời. Vân Khanh khách khí nói chuyện, thật sự làm cho trương trưởng quỹ không thể trợn mắt mà mắng tiếp nữa, chỉ phải hư mạnh một tiếng, ngồi xuống ghế nhận trà. Một lát sau, Lý Tư liền lại đây nói, đại tiểu thư, 9 ngày trước đúng là thầm phủ ta có bán ra 700 cuộn liễu lăng trên sổ ghi rất rõ, chúng ta đưa là Liễu Lăng. Đúng không, ta đã nói, các ngươi còn chưa tin. Liễu Lăng này của thẩm gia các ngươi là hàng tốt nhất, ta đương nhiên là đến chỗ các ngươi lấy hàng, nhưng cũng bởi vì tin tưởng bọn ngươi, ta kiểm cũng chưa kiểm liền lôi đi, ai biết lại xuất hiện loại chuyện này. Trường trưởng quỹ uống một ngụm trà, thanh âm càng lớn, cơ hồ chỉ dùng để giống, hận không thể để toàn bộ thế giới đều biết thẩm gia bán hàng nhái vân khanh không mở miệng đi đến một xe chở nico miên lăng ở bên ngoài đem hàng xé mở ra nhìn đến mặt trên tiếp theo là một mảnh màu trắng đáy mắt lộ ra một chút trào phúng thế nào đều là nico miên lăng chứ ta không lừa các ngươi chứ ta cho ngươi biết việc này khiến cho ta bị tổn thất rất lớn các ngươi làm hại khách của ta bỏ đi còn tổn thất danh dự những tổn thất này thẩm ra các ngươi đều phải bồi thường trương trưởng quỹ một hơi đem nước trà uống hết cả người đứng lên thoải mái nói vân khanh dung nhan giấu ở dưới mũ xa lụa mỏng màu trắng ngà theo gió lay động tạo ra từng đợt từng đợt gợn sóng nàng chậm rãi gật đầu đương nhiên nếu thật là thẩm ra chúng ta bán hàng nhái như vậy lấy một đền mười là lẽ đương nhiên trương trưởng quỹ vừa nghe ánh mắt sáng hẳn lên lấy một đền mười thì phải là bảy nghìn cuộn liễu lăng giá thành cao đến không ngờ Hắn đương nhiên muốn phát tài liền lập tức gật đầu nói, nếu đại tiểu thư ngươi thừa nhận, vậy thì lấy một đền 10 đi. Đợi đã, trương trưởng quỹ, giá trị của liễu lăng, ta và ông đều biết rõ, lấy một đền 10, thẩm ra tổn thất quá nặng, như thế nào cũng phải để ta phân rõ một chút mới được. Vân Khanh nhìn trương trưởng quỹ nói, được thôi, ngươi liền xem đi, dù sao xem đến xem đi cũng nhìn không ra cái gì khác biệt, trương trưởng quỹ lần này tự động ngồi xuống vẻ mặt thần thanh khí sàng. Đi, cho người vào trong kho hàng ôm năm cuộn liễu lăng cùng 5 cuộn nico miên lăng lại đây. Vân Khanh phân phó, Lý Tư lập tức sai người làm vào kho hàng, quay đầu nhìn trương trưởng quỹ ẩn ẩn bật cười. Một lát sau, hai người làm liền ôm 5 cuộn liễu lăng cùng 5 cuộn nico miên lăng đặt ở trên bàn. Vân Khanh cố ý cho người ta đặt ở chỗ gần tầm mắt mọi người nhất, sau đó cầm lấy một nico miên lăng trong đó đối với trương trưởng quỹ nói trương trưởng quỹ. Ông xem, đây là ni miên lăng do thẩm phủ ta sản xuất, mời ông nhìn xem cùng hàng của ông có gì khác nhau. Trương trưởng quỹ nhìn lướt qua, hừ nói, đều là thứ phẩm như nhau. Trong tiệm của hắn toàn bán loại vải dệt cao cấp, thứ ni cô miên lăng này, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Vân Khanh gật gật đầu, trương trưởng quỹ ông cần phải nhìn rõ ràng, ni miên lăng tuy là thứ phẩm, nhưng cũng có bất đồng. Có cái gì bất đồng, nói ngươi không hiểu, ngươi thật đúng là không hiểu, Nico Miên Lăng bởi vì là hỗn tạp đan thành, cho nên dù là do nhà nào dệt, chất lượng của Nico Miên Lăng khác biệt cũng không lớn, dưới ánh sáng màu sắc sẽ hỗn tạp, không thể tìm ra quy luật, thì khác nhau như thế nào. Trương trưởng quỹ rất là khinh thường. Đương nhiên, theo lời ông thì đúng vậy, Vân Khanh đem vải dệt hàn xé mở, sau đó ở trước mặt mọi người nói. Nico miên lăng vải dệt chắc sẽ không phát hiện có cái gì bất đồng, nhưng dấu hiệu của thẩm gia chúng ta là bất đồng. Nàng một tay cầm khúc vải vừa rồi từ kho nhà mình xé mở, tay còn lại cầm khúc vải do trương trưởng quỹ xé mở, hiện ra ở mọi người trước mặt, thẩm gia chúng ta nửa tháng trước, toàn bộ sử dụng ba tầng sắc giấy làm mối hàn, chỗ đầu cuộn vải, mà lần giao dịch này, rõ ràng là 9 ngày trước xuất kho, nhưng mọi người xem chỗ hàn này, sắc giấy chỉ có một màu đỏ thẫm đây rõ ràng không phải là hàng của thẩm gia nửa tháng trước vừa được biết thẩm mậu gặp chuyện không may vân khanh đã nghĩ đến chuyện của cửa hàng liền cùng lý tư thương lượng suốt đêm đem toàn bộ chỗ hàn của hàng hóa cải trang bề ngoài vẫn tiếp tục sử dụng giấy hàn màu đỏ thẫm như trước nhưng kỳ thật trang giấy bên trong là ba tầng sắc giấy cực mỏng như vậy ở mặt ngoài nhìn nếu từ mép sườn xé mở phải nhìn kỹ mới thấy cạnh giấy màu vàng và màu xanh trong giấy hàn loại dấu hiệu này vì đúng là để đề phòng có người đến lấy hàng thật sau lại dùng hàng thứ phẩm đến bôi nhọ danh dự thẩm ra lúc ấy lý tư còn cảm thấy có chút quá mức hưng sư động chúng ý là lo xa nay xem ra đại tiểu thư thật là có tầm nhìn xa có thể nhìn đến điểm này chỗ giấy hàn được truyền qua tay mọi người bọn họ đều thấy được bên trong khác nhau trong đám người có người bắt đầu bàn tán thật đúng là không giống nhau đúng vậy a à bên trong này là tam sắc, hoàn toàn bất đồng, ngươi xem, thật là lợi hại, chưa thấy qua loại này dấu hiệu. Trường trưởng quỹ mặt liền cứng lại, hắn thật không ngờ thế nhưng chỗ hàn ở bên trong còn có loại thủ đoạn này, nhất thời thẹn quá thành giận nói, ngươi cho ta là liễu lăng, ngươi hiện tại lấy ra ni cô miên lăng, đương nhiên không giống rồi. Vân Khanh thản nhiên cười, trương trưởng quỹ nói đúng, liễu lăng của thẩm gia tự nhiên cũng làm dấu hiệu, bất quá trương trưởng quỹ ông thật sự muốn đánh mất hết mặt mũi sao? Mối hàn tất cả vài dệt của thẩm gia chúng ta đều có những ký hiệu đánh dấu khác nhau, mặc kệ là vải vóc hay là hàn, chúng ta đều lấy ra chứng cứ. Lúc trước cha ta định ra quy củ trong vòng 10 ngày nếu phát hiện hàng hóa có bất cứ vấn đề gì, cũng có thể đổi hàng, là vì để bảo đảm lợi ích của mọi người, phòng ngừa hàng hóa bị tổn thất ngoài ý muốn. Nhưng loại này quy củ lại bị ông lấy ra kiếm lời. Ông từ thẩm gia chúng ta mua đi 700 cuộn liễu lăng, sau đó cho người ta tìm Nico miên lăng đến, làm giả thành liễu lăng của thẩm phủ ta, lại đến thẩm gia chúng ta kiếm chuyện. Nói thẩm gia chúng ta bán hàng nhái, bại hoại thanh danh thẩm gia, mục đích ông làm như vậy là muốn kiếm lời một vố, sau lại cùng thẩm gia chúng ta chờ mặt sao? Đối mặt với chất vấn như thế, trương trưởng quỹ cũng không nhịn được đứng lên, nhìn trái ngó phải, tức giận nói, cái gì hàng nhái, nhất định là người làm của ta lầm hang rồi. Ta trở về nhìn kỹ lại đến. Sau khi nói xong, vội vàng sai người kéo xe hàng giả kia về, cúi đầu nhanh chóng chạy. Ai nha, trương trưởng quỷ A, về sau ta cũng không dám đi nhà ông mua vải, nếu ông lầm lẫn lấy ni cô miên lăng đổi liễu lăng của ta, thì ta đây không phải là chịu thiệt rồi sao? Một người ở trước mặt trương trưởng quỷ cao giọng trêu ghẹo khiến đám người không kìm được cười to chương 207 sắc thương 4 xấu hổ đến chương trưởng quỹ vùi đầu dùng sức chạy về phía trước đụng vào thân cây đau đến méo miệng cũng không dám ngừng hắn vốn tinh toán thừa dịp thẩm ra gặp chuyện không may không dám vướng vào chuyện gì bắt chẹt để kiếm mộ vú ai ngờ ngược lại làm cho mình mất mặt một phụ nhân vây xem lớn tiếng nói thẩm tiểu thư vài nhà ngày tốt giá trị cũng tốt nhưng không bán lẻ chúng ta mua không nổi A à? Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, Liễu Lăng kia thì không nói gì, nhưng Nico Miên kia, vừa rồi ta nhìn thấy cũng rất không tệ. Vậy xem dân chúng thật ra không có ý xấu, các nàng có ý muốn vô giúp vui, Lý Tử muốn đứng ra cự tuyệt, Vân Khanh lại thản nhiên cười, đứng ra nói, thẩm ra có thể có ngày hôm nay, ít nhiều cũng do hương thân phụ lão Thành Dương Châu ủng hộ. Mới vừa rồi mọi người cũng nghe thấy, Trương trưởng quỹ mặc dù là đến nháo sự nhưng hắn cũng nói, vải dệt của thẩm gia chúng ta là tốt nhất Dương Châu, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đối với thẩm gia, ngày hôm nay sa tanh thẩm gia sẽ tăng giá một ít bán lẻ, nhưng chỉ hạn trong ngày hôm nay thôi, bởi vì a, à, thẩm gia chúng ta cũng không thể cùng các thương hộ khác tranh lời. Một phen nói như chi kỳ, lại mang theo sự trêu ghẹo, mọi người không ngờ thiên kim nhà cao cửa rộng cũng sẽ có loại ngữ khí nói chuyện thoải mái dễ gần thế này. Hơn nữa nghe được có thể lên giá một chút, nhất thời bắt đầu tranh mua. Vân Khanh thừa dịp đám người chen lấn còn chưa động, được Lý Tư, Lưu Thúy cùng thải thành che chắn, đi ra sau viện. Đại tiểu thư, bán lẻ như vậy có thể không tốt lắm. Lý Tư có chút lo lắng, dù sao thẩm gia vẫn là nhà bán sỉ, giá so với các thương hộ khác đương nhiên rẻ hơn rất nhiều. Hắn lo lắng quá nhiều người mua, khiến các thương hộ khác bất mãn chúng ta cũng chỉ bán nửa ngày mà thôi chập tối mặt trời lặn liền đóng cửa đối với bọn họ tổn thất không lớn mà việc hôm nay ông đã thấy đó có nhiều người xem như vậy nếu bọn họ một câu cũng không nói tốt đồn đãi chính là biến hóa không ngừng đến lúc đó thực sự biến thành thẩm gia ta bán hàng nhái phiền toái liền lớn hơn rất nhiều rồi nay ta tuyên bố có thể mua giá vải dệt mà ngày thường không mua được trong lòng bọn họ cũng chỉ có vui sướng chỉ cần trong lòng bọn họ hướng về chúng ta, lời nói sẽ tự nhiên mà đối với thiên về chúng ta, hiện tại thẩm ra chúng ta cần tin tức cùng lời đồn có lợi, như vậy khi có biến cố mới có thể đứng vững được. Vân Khanh nhìn thoáng qua người làm đang bận túi bụi, ôn nhu nói. Lý Tư hoàn toàn thật không ngờ những chuyện mà Vân Khanh lo lắng luôn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tựa như đang chơi cờ, khi đi ra bước đầu tiên, Vân Khanh thường thường đã nghĩ tới bước thứ 10 hoặc có thể nói là bước thứ 20. Cô gái trước mặt này tuy tân hình mềm mại nhưng phẳng phất ẩn chứa trí tuệ vô biên, cặp phượng mâu vừa ngạo nghễ vừa bình tĩnh kia, Tựa hồ có thể đem toàn cục đều nắm chắc ở trong tay từng bước vững vàng đi lên. Lý Tư tin tưởng rằng, cho dù lão gia thực sự phát sinh bất hạnh, dưới sự thông lĩnh của đại tiểu thư, thẩm gia cũng tuyệt đối sẽ không suy bại. Mà tử y nam tử ở bên ngoài xem náo nhiệt, Lúc này khóe miệng lại hơi hơi cong lên, đại tiểu thư vị Thẩm gia này, không thể không nói là thật không đơn giản, mặc dù là tùy cơ ứng biến, nhưng vẫn lo nghĩ sâu xa hơn hẳn nữ tử bình thường. Gã sai vặt phía sau hắn lại hiếu kỳ nói, ra, tiểu thư Thẩm gia này sảng khoái bán lẻ, khiến người làm trong tiệm làm việc bận rộn không ngơi, kiếm cũng kiếm không được nhiều, không phải là tìm khổ sao?" Đây là người cùng của nàng bất đồng tử y nam tử thấy nàng đã đi vào hậu viện, trong đầu hiện lên dáng đi huyền truyền của nàng, hắn xác định chính mình đã từng thấy qua nàng, nhất định gặp qua, rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào. Ta làm sao cùng nàng bất đồng rồi, gã sai vặt còn đang tò mò. Tử y nam tử đôi mắt lạnh lùng, liếc hắn một cái, người nói nhiều quá. Thấy nam tử sắc mặt lạnh rời đi, gã sai vặt lập tức ngậm chặt miệng, hắn cũng là đi theo ra đến phố xá sầm uất này thư giãn một chút, ra không thích nhất là người nói nhiều, hắn vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đèn đuốc theo căn phòng nhỏ được thắp lên, từng nhà đốt đuốc, mà Vân Khanh lúc này đã đến trước cổng thầm phù. Lý Từ nhớ tới một việc, đại tiểu thư, tiết phú hộ kia, nô tài đã phái người theo dõi hắn mấy ngày, đem tư liệu cùng hành tung của hắn đều viết trên tờ giấy này. Vân Khanh tiếp nhận giấy, gật gật đầu, những khoản nợ quý kia đều thu hồi đủ. trừ người bắt đầu này, những khoản khác đều ổn. nô tài cũng luôn xem chừng những lần xuất hàng, phân phó người đáng tin theo dõi. lý tư cao mày, vẻ mặt nghiêm trang nói. hiện tại một chút cũng không thể lơi lòng. so với vấn đề bên ngoài, nội bộ xuất hiện vấn đề mới đáng sợ nhất. mấy ngày trước hắn đã bắt được bốn tên vụng trộm muốn đem kỹ thuật dệt vải ở phường nhuộm ra ngoài, thẳng tay trừng phạt trước mặt người làm rồi đưa đến quan phủ vất vả cho ông rồi, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này thì sẽ tốt thôi. Vân Khanh lại cười nói, sắc mặt thản nhiên dưới ánh đèn, mâu trung lại mang theo sắc bén khiến người không thể bỏ qua. Nô Tài cũng tin là vậy, Lý Tư nói. Đợi Lý Tư đi xa, Vân Khanh mới xoay người vào cửa, sắc trời hoàng hôn làm trước mắt nàng như có một tầng màn mỏng kéo xuống, trên trán có chút đau nhức. Nàng đem mụ xa lấy xuống, thải thanh nhận lấy đau lòng nhìn vân khanh tiểu thư người trở về tắm một cái hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi người cứ tiếp tục như vậy thân thể làm sao chịu được vân khanh nghe ra sự quan tâm của nàng quay đầu cười nói nhà đầu nhà em có phải hay không chính mình mệt mỏi đã muốn nhàn hạ nếu thật sự là như thế ngày mai ta cho em nghỉ một ngày em nghỉ ngơi thật tốt đi nàng khi cùng nha hoàn ở chung sẽ không chỉ dùng uy nghiêm có đôi khi cũng phải cùng các nàng nói giỡn vui đùa, như vậy mới có thể để cho các nàng cảm thấy dễ thân thiện, dùng người cũng là một loại học vấn. Tiểu thư, người đã trở lại, nô tỳ đoán người sẽ tầm giờ này trở về, nên đã bảo người chuẩn bị sẵn nước tắm rồi. Vào sân, Tuyết Lan liền tiến lên đón, tha thiết nói. "Ân, Vân Khanh gật đầu, Tuyết Lan nếu là có thể đem tâm nhãn dùng vào chỗ nên dùng, cho dù làm nha hoàn cũng là một nha hoàn xuất sắc." Mấy ngày này nàng ta vẫn lưu ý thời gian ra vào của mình, đem mọi thứ chuẩn bị chu đáo. Bởi vì Thải Thanh cùng Lưu Thúy mỗi ngày đều phải đi theo nàng, Tuyết Lan liền một mình đứng đầu. Tuy rằng lúc bắt đầu rất nhiều nha hoàn không chịu dưới chứng nàng ta, nhưng miệng nàng ta ngọt cũng dỗ được không ít người, trái lại cũng đem sân quản đâu vào đấy. Đương nhiên, vẫn là Thanh Liên trầm ổn hơn, tuy rằng không nói lời nào, nhưng luôn biết nắm bắt sự việc, hỏi thì đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, hơn nữa có Phi Đan coi chừng, Tuyết Lan cũng không dám lỗ mãng rồi. Vân Khanh ngâm mình trong thùng tắm, đầu tựa vào thành bồn bên cạnh, nhắm mắt, bắt đầu nghĩ về chuyện ngày mai, nếu muốn tham gia tranh cử hoàng thương, có rất nhiều việc bây giờ phải chuẩn bị, nên chào hỏi thì chào hỏi, nên đưa lễ thì đưa lễ. Nay đã muốn 7 tháng. 7 tháng rồi. Nhanh như vậy liền 7 tháng rồi, nếu cả đời này cũng không thay đổi thì sự kiện kia tiếp theo sẽ đến đây. Rốt cuộc sẽ tới hay không? Ít nhất nàng bây giờ còn chưa có thu được tin tức. Nếu đến, coi tình huống trước mắt, nói không chừng không phải là chuyện xấu. Ở trong sương mù mênh mông, một bóng dáng lặng yên không tiếng động đi vào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 208, hắn thật đáng ghét, một. Ở trong sương mù mênh mông, một bóng dáng nhợt nhạt lặng yên không tiếng động đi vào vân khanh cảnh giác quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tròn của lưu thúy lộ ra trong sương mù trong tay cầm xiêm y ở nhà ánh mắt đảo qua giấy tờ để ở bên cạnh nàng vẻ mặt trách cứ nói tiểu thư người vừa tắm vừa xem giấy tờ rồi nước đã muốn lạnh mà người còn ngâm mặc dù là ngày hè người cũng phải chú ý một chút nhiễm phong hàn vào ngày hè cũng không dễ khỏi a à. thu hồi tầm mắt Vân Khanh từ trong nước đứng lên, để Lưu Thúy giúp nàng lau khô thân mình, thay áo ngủ nhẹ nhàng mềm mại, mới lại cười nói, "Lưu Thúy, ta phát hiện em hiện tại càng ngày càng giống bà quản gia nha, xem ra là muốn gả cho người rồi." Lưu Thúy bị nàng nói mặt đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ, nô tỳ không lấy ai cả, vẫn đi theo tiểu thư, chờ tiểu thư lập gia đình, cũng muốn đi theo tiểu thư. Từ phòng tắm đi ra, Vân Khanh thản nhiên cười cúi đầu từ chối cho ý kiến có thể lập gia đình rồi nói sau nay lâm vào cảnh này làm sao còn dãnh nghĩ loại chuyện này con đường đó về sau cũng là không rõ ràng liêu thúy đứng ở phía sau giúp nàng lau tóc nhìn vân khanh trong gương dung nhan càng ngày càng đẹp nàng mỗi ngày đều nhìn thấy nay nhìn kỹ cũng hiểu được dù đắc ý cũng không thể nói ra trong lòng có chốt không cam lòng tiểu thư là người tài giỏi như vậy thật không nên gặp phải chuyện này nay lão gia sinh tử còn chưa biết cũng chỉ có dựa vào tiểu thư mới có thể giữ vững gia đình này. Trong phòng im lặng, một nén nhang khắc hoa mẫu đơn màu vàng được đốt lên tản ra mùi thơm ngát. Lưu Thúy tháo tóc cho Vân Khanh xong, Thanh Liên bưng lên một chén cháo dưỡng thần bổ khí, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Mấy ngày này, các nàng đã quen với việc Vân Khanh thích yên tĩnh ban đêm để xem báo cáo cùng tư liệu, đều ở ngoài phòng để không quấy rầy nàng. Có bốn khối băng đặt ở góc phòng hàn băng trong lư đồng tản ra khí mát lạnh, đem cây nóng của ngày hè phương Nam làm dịu bớt. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường có bề ngoài hình lâu đài, hiện tại đã qua giờ sửu, nhớ tới ngày mai phải xử lý chuyện của tiết phú hộ, không biết tại sao, huyệt thái dương có chút đau. Nàng cúi đầu từ trong bàn học lấy ra cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một lọ dầu màu xanh, muốn xoa lên huyệt thái dương để ổn định tinh thần chợt nghe trong phòng có tiếng động nhỏ, nàng cảnh giác ngẩng đầu nhìn, một thân ảnh cao to đang đứng ở phía sau tấm màn tơ vàng bằng lụa phủ dung mỏng treo ở cửa tròn rủ xuống đất. Áo bào màu trắng như ánh trăng lượn vòng trong phòng có cảm giác dễ chịu, hoa văn bàn long màu tím ở cổ tay áo cùng vạt áo uốn lượn đi lên, một đôi mắt hẹp phát ra ánh sáng liêm diễm hữu tình, hiện ra một khuôn mặt diễm lệ mà sắc bén, biểu lộ trên khuôn mặt trắng như ngọc, mơ hồ có một loại khí thế bức người chỉ cần liếc mắt một cái, Vân Khanh đã biết người đến là ai, trừ hắn ra, còn ai có thể vô duyên vô cớ lèn vào khuê phòng nữ tử, lướt qua sự canh phòng gắt gao của hạ nhân cùng thủ vệ, cùng những con chó săn hung ác, to gan tới khuê phòng nữ nhân làm càn chứ. Chính là người lần trước từ biệt, nay nhớ tới, hắn đã lặng yên biến mất gần một năm rồi, thời gian nước chảy thoi đưa, người nào liền trở về trị trí người đó. Vân Khanh ngước mắt nhìn thoáng qua hắn, ngón tay mảnh khảnh dính chút dầu, ở huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa, làm như không thấy. Ngự phượng đàn từng bước một tiêu sái đến trước mặt nàng, đôi môi ẩn hiện ý cười, sau đó đứng một chỗ khác ở án thư, thân mình thoạt nhìn cao to, che bớt ánh sáng của ánh trăng cùng ánh nến, con người hẹp dài sáng lấp lánh, bởi vì đứng đối diện với ánh nến, càng có vẻ sáng rọi rạng rỡ đưa tầm mắt theo ánh sáng yếu ớt dò xét cẩn thận phía bên kia bàn học nhìn cô gái đang bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế sắc mặt của nàng thản nhiên ngón tay khi nặng khi nhẹ mát xa huyệt thái dương lông mi thật dài rủ xuống che hơn phân nửa cặp phượng mâu xem không quá rõ ràng hắn nhớ lại lần đầu tiên xông tới khi đó nàng còn có thể lộ ra ánh mắt bối rối còn có thể giống như chú mèo nhỏ làm ra bầy ra tư thế phòng vệ mà nay khi tái kiến lại phảng phất giống như thay đổi thành một người khác, thong dong đến làm cho hắn tâm đều ẩn đau. Nhớ tới sau khi vào thành nghe được những tin tức kia, Ngự Phượng đàn đôi mắt hẹp dài liền lộ ra một chút lạnh ý, đã trễ thế này, nàng còn chưa ngủ. Vân Khanh thu hồi ngón tay, đem dầu cù là đậy nắp lại, thu vào trong hòm thuốc, lại lấy khăn lau dược dính trên ngón tay, mới ngẩng đầu lên nhìn Ngự Phượng đàn, thế tử nửa đêm đến thăm là có chuyện gì cần chỉ giáo chăng? Giữa những ngọn nến, gương mặt nàng trắng nõn tựa gốm xứ như nhiễm một tầng ánh sáng, trong đôi mắt Phượng khẽ nhếch lên lấm tấm vài điểm sáng, bự Phượng đàn tim đập không khỏi nhanh hơn, chỉ cảm thấy ở giữa vạn quân chém giết cũng không kích thích bằng một cái liếc mắt phong tình của nàng, khẽ nghiêng đầu, cười nói, nhớ nàng, liền nghĩ đến nhìn xem. Lời nói động lòng người như vậy từ miệng một nam tử phong tư chắc tuyệt nói ra, phối hợp với ngọn đèn mờ mờ ám ám một bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, quả thật là một nơi thích hợp cho những cuộc hẹn hò. Đáng tiếc, Vân Khanh tâm tư cùng Phong Nguyệt không quan hệ, nàng hất cằm lên, đón nhận đôi mắt hẹp dài kia, cười nhẹ, xem xong rồi sao? Vậy mời thế tử rời đi cho, cửa sổ ngay tại bên kia. Ngự Phượng đàn sắc mặt trong nháy mắt ngớ ra, như thế nào một câu mọt ngào tương tư, qua miệng nàng liền đổi lấy lạnh nhạt, đáng tiếc, nhìn hai gò má gầy yếu kia, hắn lại một câu trách cứ đều nói không được, làm bộ không biết xấu hổ, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp hình tròn, đưa tay mở ra, một chiếc vòng tay khảm ngọc minh châu màu xanh biếc được chạm khắc khéo léo cùng chiếc châm cài cùng loại nằm phía trên tấm vải lót bằng nhung màu đỏ thảm, ánh ngọc tỏa sáng trói mắt trong bóng tối, giống như một dải cầu vồng rực rỡ. Người làm cái gì vậy? Vân Khanh nhíu mày, sắc ngọc xanh biếc, viên ngọc này chính là lam bảo thạch, khảm đều uốn lượn trên vòng tay, vô luận chế tác hay kiểu dáng, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn đem loại bảo ngọc cực phẩm này đưa đến trước mặt nàng, không phải nghĩ muốn khoe khoang chứ. Ta nghe nói, nàng bị tặc nhân bắt một lần, liền sai người làm một bộ trang sức như vậy cho nàng. Ngự phượng đàn từ trong hộp cầm chiếc châm cài ra, vòng qua bên bàn, đi qua cắm thử trên đầu Vân Khanh. Vân Khanh từ trên ghế đứng lên, rút lui từng bước, ý tốt của thế tử, Vân Khanh vô cùng cảm kích, bất quá món đồ này thật sự quá mức quý trọng, ta không thể thu lễ vật của ngài. Ngự Phượng Đàn chưa từng dự đoán được chỉ một hành động, thế nhưng lại làm cho nàng cách mình xa từng bước, có chút ảo não nhíu mi, bỗng nhiên dừng bước, trên mặt mang theo khó xử nói, vòng tay cùng châm cài này, không phải như nàng tưởng tượng đâu. Nói xong, hắn rút châm cài ra, thì ra bên trong đầu châm được khoét rỗng tinh tế giấu ở bên trong là một cây đoàn kiếm nhỏ, ánh đao sắc nhọn ở dưới ngọn đèn chiết xạ ra từng tia sáng, vị trí được những viên ngọc xanh biếc vừa vặn được thiết kế như tay cầm, thích hợp với bàn tay của nữ tử mà không làm tay bị thương. Vân Khanh vừa xem xét vừa nghĩ muốn làm ra vật trang sức khéo léo như vậy, tất nhiên là phải có tay nghề vô cùng khéo kéo tuyệt vời mới có thể làm được, giá trị hàn rất xa xỉ, nói thật, chỉ cần dựa theo sơ thích của nàng mà nói nàng đối với cây châm cài này hết sức hài lòng, nhưng là tổng hợp những cái khác, nàng tuyệt đối sẽ không muốn. chương 209, hắn thật đáng ghét, hai Ngự phượng đàn nhìn ra giữa đôi phương mâu của nàng là nhợt nhạt ý cười, lại đem vòng tay lấy ra, hai tay không biết xoa bóp làm sao, bên trong là tả bắn ra một cây châm, đâm tại trên bàn. Bên trong tổng cộng có 9 cây ngân châm, toàn bộ đều được thoa mê dược, tầm bắn trong vòng năm thước, càng gần càng hiệu quả. Hắn cúi đầu, bỗng nhiên lại tiến về phía trước một bước, ta biết nàng thích nó. Đây là ta chuẩn bị trong suốt ba tháng, nếu là người khác làm, khẳng định sẽ không tốt như vậy. Vân Khanh bỗng nhiên liền nhớ lại ngày đó An Sơ Dương cũng đưa cho nàng một cái vòng tay như vậy. Đương nhiên, so sánh tay nghề cùng giá trị, khẳng định là kém hơn cái ngự phượng đàn làm ra này. Tại sao hiện nay lưu hành những loại trang sức thế này? là do an toàn của nữ tử, nên mọi người đều chú ý chăng? Nhưng nàng lúc ấy vốn không có nhận đồ của An Sơ Dương, nay của ngự phượng đàn, nàng cũng sẽ không thu. Làm phiền thế tử, mấy thứ này tuy tốt, nhưng đối với ngài lại không dùng được. Vân Khanh có chốt không được tự nhiên nhích sang bên cạnh từng bước, ngự phượng đàn hẹp mâu hơi hơi nheo lại, từ trong đôi mắt ấy lộ ra ánh sáng khác lạ, không hiểu sao khiến cho tim người khác không tự chủ đập nhanh một nhịp nàng phảng phất khống chế không được cử động của mình, không khỏi dần lui về phía sau. Nàng nghĩ đến ngự phượng đàn cùng trước kia không có khác nhau, lại phát hiện có lẽ mình đã nghĩ sai rồi chăng, trải qua nửa năm khói lửa chiến tranh. Trên người vị thế tử điện hạ này đã mang theo hơi thở sắc bén của người từng trinh qua những cuộc chiến chém giết khốc liệt, đôi mắt hẹp dài kia ẩn hiện trong bóng tối, thậm chí loáng thoáng mang theo huyết quang. Ngự phượng đàn nhìn nàng, không hề mở miệng, hắn có thể nghe ra, hơi thở của Vân Khanh thoáng có chút không ổn định, tầm mắt từ trên mặt nàng, đến hông của nàng, lại đến đùi nàng, nàng đối với hắn, đã muốn biến thành một loại tư thái đề phòng. Bất thình lình, tay Vân Khanh bị một đôi bàn tay to kéo lại, sau đó có cái gì đó được đeo vào trên cổ tay nàng, lạnh lẽo, lại lây dính một chút nhiệt độ cơ thể ấm áp, vừa cúi đầu nhìn. Liền thấy chiếc vòng khảm ngọc xanh biếc đã được đeo vào tay nàng lúc nào không hay chiếc vòng này là làm cho nàng, nàng nhất định phải đeo, vạn nhất lần sau lại gặp chuyện không may, thời điểm không có ai bên người, nàng còn có thể tự bảo vệ mình. Âm thanh từ tính mạnh mẽ vang lên bên tai, Vân Khanh ngẩng đầu lên, ngự phượng đàn không biết như thế nào, trong nháy mắt liền từ đối diện chuyển qua bên cạnh nàng. Lúc ánh mắt nàng dừng lại trên mặt của hắn thì mới phát hiện khoảng cách giữa hai người đã vô cùng gần gũi. Gần đến nỗi có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt kia là ảnh ngược phản chiếu của nàng Loại hơi thở nóng rực hoàn toàn xa lạ phun ở trên mặt Vân Khanh bỗng nhiên cảm thấy có chút tức giận Hơn nửa đêm xông vào trong phòng của nàng Lại bắt nàng đeo vòng tay Đến tột cùng là vì cái gì Nàng nhăn lại hai hàng lông mày Lấy tay dùng sức lôi kéo chiếc vòng Lại phát hiện như thế nào cũng tháo ra được Người nhanh chốt đem thứ này gỡ xuống Tháo không được ta vừa rồi đã đem cơ quan bóp nát rồi. Ngự phượng đàn khóe miệng ta mị câu lên, trong nụ cười tự hồ còn mang theo một loại thích ý khi ý xấu thực hiện được. Người tên hỗn đàn này, Vân Khanh dùng sức đưa tay kéo vòng tay xuống, mơ u bàn tay trắng nón bởi vì cùng bảo thạch cứng rắn đụng nhau, xuất hiện một chút ửng đỏ. Ngự phượng đàn nhìn nàng còn đang dùng sức tháo xuống kéo, bàn tay đưa tới, bắt lấy tay phải của nàng, lực đạo không lớn, không đến mức kéo đau cổ tay nàng nhưng cũng không để cho Vân Khanh dãy dụa được, đừng tháo nữa. Trừ phi nàng chặt đứt cánh tay, bằng không tháo không được. Vân Khanh dùng sức lắc lư khuỷu tay, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt, cùng hắn mắt đối mắt, phảng phất như lập tức tiến vào trận mưa hoa đào nhẹ nhàng rơi dưới tảng cây. Một người nam nhân, sinh ra có một dáng tốt như vậy làm cái gì, khó trách tiểu muội nói là yêu tinh. Vân Khanh mắng một câu, Thu hồi ánh mắt, người nhanh chốt buông tay. Không buông, để cho nàng lại tự ngược sao? Ngự phượng đàn thực vững chắc đem vân khanh vây ở giữa bàn học cùng thân thể hắn. Người mới tự ngược, nếu không phải người vô duyên vô cớ tới đưa này nọ, ta cần phải như vậy sao? Sẽ không, đã muốn đeo coi như xong, vân khanh chừng mắt liếc hắn một cái, vội nói. Đúng lúc này, tuyết lan bưng một tách trả đi ngang qua trước cửa, nghe được bên trong có động tĩnh. Câu mày nói, tiểu thư, người đã ngủ sao? Vân Khanh lấy tay đầy ngự phượng đàn một chút, hắn kiên trì không buông tay, cắn một chút nha, quay đầu thản nhiên nói, vẫn chưa, ta đang xem sách. Nôi tì đem trà vào cho người, tuyết lan nói xong định đẩy cửa, tiểu thư ban đêm mệt nhọc, nàng vừa vặn có thể biểu hiện. Vân Khanh nhếch mày nhìn ngự phượng đàn, hắn không chút sứt mẻ, vẫn như trước cầm lấy tay nàng, không có chốt tự giác sẽ bị người khác bắt gặp nàng thật sự là vân khanh lạnh lùng nói ta không phải đã nói rồi sao lúc ta đọc sách không cho phép có người tiến vào quấy giày tuyết lan đang giơ chân liền ngừng lại giữa không trung vẻ mặt không cam lòng như thế nào liêu thúy đưa trà đi vào thì có thể nàng đến đưa tiểu thư liền mắng chửi người chẳng lẽ nàng vận khí không tốt hay là nàng trời sinh cùng tiểu thư bát tự không hợp bất luận nàng như thế nào biểu hiện tiểu thư đối với nàng đều là bộ dáng thản nhiên như vậy. Nghe được tuyết lan bên ngoài bước chân càng ngày càng xa, ngự phượng đàn cười khẽ mở miệng, Vân Khanh lập tức che miệng hắn lại, làm dấu ra hiệu, ý bảo người còn chưa đi xa đâu. Lòng bàn tay ấm áp mềm mại ở trên môi, da thịt mềm mại giống như tơ lụa, ngự phượng đàn hô hấp có chút rồn rập. Mặt hắn đối diện nàng, môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, hiện ra đường cong phấn nộn xinh tươi dụ hoặc đôi mắt nhàn nhạt long lanh như đọng nước, hết thảy ở dưới ánh đèn đều trở nên mê ly dụ người. Ngự phượng đàn tựa như ma xuôi quỷ khiến, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp xẹt qua lòng bàn tay mẫn cảm, vân khanh toàn thân run lên, cơ hồ thiếu chút nữa là thét chói tay ra tiếng, ngay tại lúc sắp phát ra tiếng, liền lập tức nuốt trở lại. Nàng giống như bị điện giật, giật tay lại, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong lòng bàn tay bắt đầu di chuyển khắp toàn thân, lan tràn đến tứ chi, lan tràn đến trong lòng, trên mặt xuất hiện một dạng mây đỏ. Ngự phượng đàn dường như còn chưa thấy đủ, vội bắt lại tay Vân Khanh, còn muốn lại đến một chút, Vân Khanh bị hắn làm cho tức giận, sắc mặt giống như được hỏa diễm chiếu giỏi, oán hận đè thấp giọng nói nói, ngự phượng đàn, ngươi đủ. Không đủ, ngự phượng đàn hẹp mâu híp lại, như là một cái vô lại bình thường nhộn nhạo liễm diễm ý cười, kiên định phủ nhận. Vân Khanh nhất quyết không nói gì, khoảng cách giữa hai người lúc này đã khá gần, khi nói chuyện hơi thở phả xuống gáy gây ra cảm giác ấm áp, mặc dù là nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, nhưng lời nói lại mang theo ba phần ý vị hàm xúc, vô luận kiếp trước, hay là kiếp này, bọn họ cũng chưa từng đối mặt nhau như vậy, lửa nóng trên mặt bỏng rát, Rõ ràng mới rồi còn bất hòa chống lại vị thế tử vô lại này, nàng cắn răng nói: "Thế tử điện hạ, đêm đã khuya, ta ngày mai còn có việc phải xử lý, cần phải nghỉ ngơi rồi." Ngự Phượng đàn từ khi tiến vào, liền nhìn thấy Vân Khanh một bộ lạnh nhạt xa cách, tư thái cứng rắn, nay thấy trên mặt nàng mây răng phủ kín, trong đôi mắt mang theo bối rối, lòng không hiểu sao vui vẻ lên. Trước đó như vậy, thật sự là quá mức xa cách làm cho hắn cảm giác cách nàng rất xa, nay như vậy mới là bộ dáng hắn mong muốn nhìn thấy. Hắn vụng trộm câu lên khóe môi, tự hồ mình có chút sở thích ác liệt, ưa thích ngắm nhìn sắc mặt bối rối của Vân Khanh, như vậy đáng yêu hơn rất nhiều. Hắn nhếch miệng cười, lui về sau từng bước, tươi cười mang theo vẻ biếng nhác, lại tà mị, lông mi thật dài và rậm chớp chớp, hôm nay chỉ thu lãi đến đây thôi, kế tiếp nên vào vấn đề chính thôi nếu không phải thật sự sợ đem vân khanh chọc rất giận hắn còn luyến tiếc cái loại cảm giác thân mật vừa rồi này ngửi thấy trên người nàng phát ra hơi thở thơm ngát khác xa những nữ tử khác cơ thể lúc nào cũng bốc lên mùi son phấn khó ngửi mà trên người vân khanh mặc dù vừa mới tắm rửa trong cơ thể vẫn còn sót lại nhiệt độ ẩm ướt tản ra mùi hoa thanh nhã phảng phất như đứng ở bách hoa viên sau khi được cơn mưa tẩy rửa đóa hoa sẽ tỏa ra hương vị thuần túy lại sạch sẽ hương vị như vậy, đối với hắn, quả thực quá mất mê người. Vân Khanh bỗng nhiên nghĩ muốn đánh gương mặt đang tản ra mị hoặc kia một chút, té ra vị thế tử gia này có sở thích dùng qua món khai vị trước, y nói anh thích nói vòng vo, rằng co nửa canh giờ, mới quay lại chính đề. Bất quá tốt xấu gì hắn rốt cục cũng chịu lui một bước, vừa rồi tư thế đó, hô hấp tựa hồ cũng có chút cản trở, cái gì chính đề. Nàng chuẩn bị chiêu tế ở gì? Ngự phượng đàn nghiêng người dựa vào cánh cửa gỗ màu đen chạm khắc hoa hải đường, đáy mắt cất dấu ý cười, lại mang theo hơi chút lạnh ý. chương 210, hắn thật đáng ghét, ba. Vân Khanh khép hở mí mắt, lông mi ở dưới ánh đèn tạo thành một hình cung xinh đẹp, chớp chớp hai cái, sau đó nhẹ nhàng cười nói, chiêu tế, không nhận tội tế, không có gì bất đồng, ta không nghĩ muốn lập gia đình. Chuyện này, không nằm trong kế hoạch của nàng, coi như là có, thì đợi cho ngày nào đó trong nhà an ổn, nàng sẽ tìm một nam nhân thành thật, sống một cuộc sống bình thường, có lẽ thêm một hai cái thông phòng, sau đó nàng sinh một đứa con, ngồi vững vàng vị trí của mình, trượng phu tôn kính nàng, con cái hiếu kính nàng, thiếp thất sợ hãi nàng. Đây là cuộc sống tốt nhất của nữ tử trong thiên hạ, kết cục tốt nhất rồi. Tiếng lòng than thở giống như một đảo mê hương theo hô hấp truyền đến tận tâm gan. Ngự phượng đàn chỉ cảm thấy nơi nào đó truyền đến một trận cảm nhận sâu sắc. Hắn nhìn nàng cúi đầu, chiếc gáy trăng nọn vẽ ra một đường cong duyên dáng, phảng phất bị đè ép bởi những sức nặng vô hình, đem phần này xinh đẹp chết ra một khúc rễ, nhưng lại không chút nào cũng tổn hại đến vẻ đẹp của nàng được. Nàng, ngự phượng đàn lặng im một hồi, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên tia sáng huyết lệ, giống như tia nhìn của sói đang săn mồi, hắn nay 19 tuổi. Ở trong kinh thành được vô số thiên kim, danh môn khuê nữ ngưỡng mộ, nhiều đếm không xuể, hắn chưa từng động tâm trước một ai, lại cố tình ở Dương Châu này gặp được kiếp số của hắn, hắn đang cố gắng, cố gắng đợi cho đến một ngày có thể không cần cố kỵ dòng dõi khác nhau, đem nàng cưới về, nhưng là nàng, tựa hồ chưa từng đặt hắn ở trong lòng. Vô lận là hành vi hay là đáy lòng, cũng chưa từng có chút chủ tính nào, thậm chí ở trong tương lai của nàng ngay cả khái niệm trượng phu này đều cơ hồ không tồn tại. Hắn cúi đầu cười, ý cười nhẹ nhàng mà thản nhiên, cả đời này thứ hắn muốn, nàng là người đầu tiên, hắn sẽ không cho phép nàng cứ như vậy đẩy hắn ra xa, cho dù lòng của nàng cứng rắn như sắt đá, hắn cũng phải ở trên đó khuét ra một cái động, đem hắn bỏ vào. Ngự phượng đàn không nhiều lời nữa, mà là cúi đầu cười lên tiếng, ở nhà chờ, ta đi tìm phụ thân nàng thân phận của hắn, thật sự là không thể tùy tiện trở thành con rể ở rể, không chỉ đơn giản là cá nhân hắn, là cháu ruột minh đế, cẩn vương thế tử, một khi hắn nói muốn ở rể, sẽ gây nên phản ứng dây chuyền thật lớn, tuyệt đối không phải chuyện thẩm gia có thể thừa nhận. Minh đế chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện tổn hại uy nghiêm hoàng gia này phát sinh, đến lúc đó cơn giận của đế vương, e rằng cả thẩm phủ trong một đêm sẽ biến mất hoàn toàn ở Dương Châu. Nghe vậy, Vân Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, mái tóc đen được hắn tùy ý buộc lên buông xuống, tản ra trên trường bào màu trắng, càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp thêm một phần ôn nhu, không biết là ngọn đèn rất mê ly, hay là đôi mắt hắn rất động lòng người, Vân Khanh chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tư vị nói không rõ đang lan tràn. Đứng thẳng người, Ngự Phượng đàn cất bước đi tới, ở trên chóp mũi Vân Khanh khẽ chạm, đáy mắt hiện lên một chút gian xảo, phụ thân nàng phải còn sống nếu không, hừ. Vân Khanh bị hắn chạm nhẹ vào sóng mũi, có điểm là lạ, lấy tay sờ sờ chóp mũi. Mãi đến khi đạo thân ảnh kia giống như một cơn gió tiêu tán bay đi mất, mới hồi phục tinh thần, lại phát hiện ra nàng đã đứng ngây ngốc hồi lâu, đáy mắt hàm chứ điều gì đó khó diễn tả, tiếng, hừ, kia là có ý gì nha. Bất quá, có ngự phượng đàn nhúng tay vào, nếu phụ thân còn sống, cơ hội tìm thấy người càng thêm vài phần. Nàng đứng lên, đẩy ra cửa sổ nhìn ánh trăng thẹn thùng trên bầu trời sau khi mây tan đi. Cầu nguyện nói, "Ông trời, ngài đã cho ta cơ hội sống lại một lần nữa, như vậy xin ngài phù hộ phụ thân, cho ông bình yên vô sự trở về." Thân ảnh màu trắng từ trong trạch viện cao lớn bay ra, có một chiếc xe ngựa hoa lệ đang dừng tại đầu ngõ, chờ chủ nhân đến. Dịch kính thương, lấy ra tất cả bản lĩnh của ngươi đem thẩm mậu rơi xuống núi trong vòng ba ngày tìm ra cho ta. Ngự phượng đàn ngồi ở bên trong xe ngựa, sắc mặt thay bằng hàn ý lạnh thấu xương, trên người uy nghiêm vô hình phát ra, làm cho không người nào có thể kháng cự. Vị thế tử này càng ngày càng có phong phạm của Cần Vương năm đó, thậm chí trên phương diện dụng binh, so với Cần Vương còn ác hơn, độc hơn, dịch kính thương cúi đầu nói, thế tử, bệ hạ lệnh cho ngài tới xem xét tình hình an toàn toàn bộ vùng Giang Nam hôm nay là ngày đầu tiên tới nơi, liền đi thăm dò một thương nhân, chỉ sợ không ổn. Ngự phượng đàn nghiêng tựa vào gối dựa trong toa xe, thú vị nhìn khuôn mặt cương nghị của dịch kính thương, cười nhẹ một tiếng, đôi mắt hẹp dài nhưng lại không có ý cười. Dịch kính thương, người đi theo bên người ta đã bao nhiêu năm? Hồi thế tử, thêm năm nay nữa, đã 9 năm rồi. Dịch kính thương chẳng biết tại sao hắn lại hỏi vấn đề này, chỉ cúi đầu nghiêm túc trả lời. 9 năm, thì ra thời gian dài như vậy, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi là chung với ta hay là chung với Bệ hạ đây?" Ngự Phượng đàn mỉm cười, hỏi Vân Đạm Phong khinh, mâu chung lại xẹt qua một đạo ám quang. Dịch Kính thương nhất thời cả người sững sờ, toàn thân căng thẳng, đối với vấn đề này, muốn hắn như thế nào trả lời, nếu trả lời chung với Bệ hạ, như vậy hắn đã làm ám vệ của Ngự Phượng đàn 9 năm, chẳng khác gì là đang nói hắn đã giúp đỡ bệ hạ giám thị ngự phượng đàn. Dịch kính thương không mốc, hắn biết nếu mình đê phai hắn đến bên cạnh ngự phượng đàn, mặc kệ về sau xảy ra biến cố gì, thời gian 9 năm, dựa theo tính tình đa nghi của minh đế, hắn cho dù lập công, cũng sẽ không lại dùng hắn nữa, mà nếu trả lời chung với ngự phượng đàn, như vậy đối với tất cả những việc hắn làm, lại là to gan lớn mật chống lại mệnh lệnh của minh đế. Ngự phượng đàn không phải ngốc tử, Loại chuyện này nếu nói dối hỏng qua quyết xong chuyện, đổi lấy chỉ có thể là một tiếng châm biếm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.